Xin chào cả nhà. Món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà lá vườn luôn cả nhà ơi. Bí cả nhà nó không có đậu trái cả nhà ơi. Nó có to to là bắt đầu nó rụng rúng mà. Bây giờ mình sẽ hái đọt bí vô, mình đọt bí với lá bí vô mình xào ăn. Đó, ra vườn được mấy trái mướp bữa nè cả nhà. Rồi cái trái này nằm chỗ nào không biết mà cho to ghê. Đó, mình chỉ ăn như gì thôi nè cả nhà. Như gì là mình ăn, mình cạo vỏ mình ăn thôi. Đó. Đó, nó ra trái như gì nè cả nhà. Đó, nó ra trái to như gì rồi nè, thấy không? Mà nó không đậu, nó vàng ôm như gì nè. Đó, nó sẽ hư như gì nè cả nhà. Không biết có thiếu cái chất gì. Đó, thấy cái trái này với cái trái này nó như nhau chưa? Đó, thấy chưa? Mình không ăn thì nó uổng. Tại nó không có đậu mà, nó không có đậu trái. Đó, nó ra là nó thúi từ cái đầu, thúi gì đây nè, mình không biết lý do. Tại vì mình không có sành làm nông nên mình chịu thua cả nhà. Đó, bây giờ mình hái vô. Đó, trái to, trái nhỏ, mình hái vô, mình ăn hết. Mình không ăn được cái trái thì mình ăn cái đọt, cái trái nhỏ. Rồi trưa này mình sẽ nấu ổ qua. Ngày hôm qua mình nhồi cái cà chua cả nhà, mình sẽ sẵn nhồi ổ qua luôn đó. Mình nhồi mấy trái mình nấu tô canh buổi trưa thôi. Còn ta nói là muốn ăn thì lăn vô bếp, muốn chết thì phải lết vô hòm. Trời ơi cả nhà ơi, lặt cái này nè cả nhà, cái lông của nó ngứa lắm. Nãy giờ mình lặt mình có gãi cùng người à, nó ngứa ngứa chứ nó không có được như rau muống này cả nhà. Nó nhám nhám nè, mình lặt mình tước xong rồi bắt đầu mình phải 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 lấy cái tay mình dò nữa cả nhà, bắt buộc mình lấy cái tay mình dò nên mình ngứa. Nãy giờ mình gãi hoài à. Ngứa quá chịu không nổi. Ừ. Rồi cái này là mình xào nha cả nhà, mình xào tỏi, mình nấu canh đậu qua. Rồi bắt đầu là mình có trứng kho tàu nữa cả nhà, nhưng mà ngày hôm qua mình ăn còn nè. Đó, cái này là chút mình ham mình ăn lại. Rồi mình đổ bốn cái trứng ấp la cho con mình ăn. Rồi xong, mời cả nhà ăn món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Bữa ăn đạm bạc của nhà Thủy. Ok.